Ở bên Trung Quốc thì còn dinh du rất hiếm. Cho bằng món dinh minh á. Nếu như các bạn thắc mắc như vậy thì hết loạt này thì mình sẽ ra dịch luôn để các bạn xem nhé. Như bằng pháp sư Mahado đó là con đó là Deep Deep Ear White Dragon. Ôi, chị thuộc cơ rồng. Hồi chân chăng. Con này chỉ đa vậy nhỉ. Là muốn tắt bài trước. Ôi, có chân rồng. Cắn thật. Đúng vẫn là đất mượt mà. Mình không tấn công đối phương, mình phải sợ đối phương tổng hợp nhá. Lần sau mình sẽ triệu hồi con này để tấn công. Nào tự hủy cũng nhỉ. Cần phải hiện tế. Trên việc bảo vực Amazon đi anh. Mày không hiểu ý của bà Nguyễn Chán Phượng nhá. Ôi nó sai rồi. Bập đám luôn. Ôi thôi là cả bà ơi. À thằng mày. Thằng mày là con đó. Nó đợi cho mình được một lượt. Ôi để bên nào cũng đợi được một lượt. Căng. Ôi đừng có được kia. Ôi bác nghe tích. Khó hiểu nhỉ. Như vậy theo ý của bạn người hiểu ở trên này, khi một quái thú trong bị tiêu diệt, nó sẽ gọi ra. Mình phải làm gì để đối phương nó không lưu ý. Mình có phép thuật nhá. Mình phải làm gì để đối phương nó không chủ quan tấn công. Rồi nhờ trời vậy. Nhờ trời. Cũng phải rất đau đớn. Rất đau đớn của đối phương. Không còn gì đau hơn.